Chúng ta hãy cùng chờ đón một trận cầu mãn nhãn vào lúc này. Patrick Vieira. Leroy Fer. Và đây. Đây là cơ hội tốt để thực hiện pha tạt bóng vào trong. Đó là một tình huống việt vị. Anh ấy đã thoát xuống hơi sớm. Và đây. Wijnaldum. Wijnaldum liên tục nhận được cái đường truyền từ đồng đội. Thủ môn đã cản phá xuất sắc. Đây có thể sẽ là pha phạt góc nguy hiểm khi người thực hiện là Wijnaldum. Đó tiếp tục là pha phạt góc. Đồng đội đang ở vị trí trống trải, anh ấy nên thực hiện một pha tạt bóng ngay bây giờ. Vâng, đó là pha ném biên rất nhanh. Anh ấy cố gắng để tổ chức pha tấn công nhanh. Wijnaldum. Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Cú sút đã bị ngăn chặn. Bóng đã đi ra ngoài, thủ môn sẽ phất bóng lên. Patrick Vieira. Đó là tình huống chuyền bóng bằng đầu. Một pha chuyền bóng chính xác. Cơ hội đã trôi qua với pha cản phá vừa rồi của thủ môn. Zinedine Zidane đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Cơ hội để thực hiện một pha tạt bóng. Tình huống phất bóng lên cho thủ môn. Alessandro. Anh ấy đang quan sát và chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Kastorp đã xuất hiện kịp thời để ngăn chặn pha tạt bóng đó. Anh ấy đã truy cản vô cùng kịp thời để giành lại quyền kiểm soát bóng. Kastorp. Và đây. Leroy Fer. Robin van Persie. Dumfries. Wijnaldum. Alessandro. Đó là đường truyền lơ lửng chính xác. Thierry Henry. Dumfries. Kastorp. Wijnaldum. Clarence Seedorf. Wijnaldum. Kastorp. Clarence Seedorf. Họ đã luyện tập rất nhiều cho những đường truyền vô cùng nhuần nhuyễn vừa rồi. Một tình huống dứt điểm. Pha ghi bàn cực kỳ đẳng cấp. Một pha lập công thể hiện sự tinh tế. Anh ấy quả thực là một chân sút đẳng cấp. Tỷ số hiện đang là 1-0. Rugani. Pha trả bóng cho đồng đội. Đó chính là bàn thắng. Một tình huống dứt điểm hoàn hảo của Patrick Vieira. Đó là bàn thắng từ người đội trưởng. Anh ấy đã khẳng định được vai trò của mình. Tỷ số hiện đang là 1-0. Clarence Seedorf. Wijnaldum. Báo điện tử đã được giơ lên. 3 phút bù giờ. Gullit. Robin van Persie.
họ không quá vội vàng, vẫn là sự ưu tiên cho khâu kiểm soát bóng. Và đây, 45. Trọng tài đang chuẩn bị để bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai. Vinandam, Clarence Seedorf, Pavel Nedved. Một pha đánh đầu chuyền bóng, tình thế đã được đảo ngược, cơ hội để phản công. Alessandro. Kastorp. Vinandam. Đó đang là cơ hội rộng mở để thực hiện một pha tạt bóng. Họ đã giữ bóng và chuyền bóng nhịp nhàng, đối thủ không thể đoạt lại bóng. Đồng đội đang cố gắng chuyền bóng cho Leroy Fer. Đó là cú sút, một bàn thắng ngoạn mục của Robin van Persie. Wow, anh ấy rất vui, rất hạnh phúc với bàn thắng đó. Anh ấy đã có cú đúp trong trận đấu này. Vâng, tỷ số lúc này đang là 2-1. Patrick Vieira. Một tình huống tấn công nhanh, cơ hội để tìm kiếm bàn thắng. Rugani. Bonucci. Đó chính xác là một cú sút. Đó chắc chắn là bàn thắng gỡ hòa. Bước ngoặt của trận đấu đây chăng? Đó chắc chắn là bàn thắng dành cho Cristiano Ronaldo. Vâng, tỷ số lúc này đang là hòa 2-2. Goal scorer for Juventus in the 62nd minute, number 9, Cristiano Ronaldo. Vinandam. Anh ấy đã thi đấu thiếu tập trung và để mất bóng nguy hiểm. Pha chạm bóng, đó là tình huống phạt góc. Thierry Henry. Pavel Nedved. Alcantara. Anh ấy đã thực hiện pha tạt bóng. Dumfries đang đưa bóng về phía trước. Thierry Henry. Đó là bàn thắng. Pha lập công đưa đội vươn lên dẫn trước. Bàn thắng đã tới với anh, xứng đáng là một chân sút đẳng cấp. Vâng, tỷ số lúc này đang là 3-2. And the goal scorer for Juventus in the 71st minute, number 10, Thierry Henry. Đó là đường chuyền ngược lại cho đồng đội. Gullit. Robin van Persie. Đó là tình huống mất bóng. Patrick Vieira. Một tình huống tạt bóng. Kastorp. Các cầu thủ đang chạy lên để tham gia vào pha tấn công này. Vâng, anh ấy có thể thực hiện pha tạt bóng vào trong. Vâng, một pha mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm. Pha qua người xuất sắc và chuẩn bị có một pha tạt bóng. Một tình huống xử lý bắt bài tốt đối thủ và anh ấy đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Alcantara. Patrick Vieira. Dumfries. Và đây, thật ấn tượng với hình ảnh này. Các cổ động viên đang cổ vũ nhiệt tình dù đội bóng của họ đang bị thua trận.
Bóng đã được đưa về cho Evin van der Sar. Leroy Fer.